Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto Trong nội dung chia sẻ video ngày hôm nay Thì Túc chia sẻ cũng như hướng dẫn mọi người x2 thậm chí đến 3 lần Số token, số coin chúng ta kiếm được từ dự án Notbission nha Một dự án khá rầm rộ và đang cực kỳ là hot và long bỏng hiện tại thời điểm trong tuần ngày hôm nay, mấy ngày hôm nay đấy thì đối với những người mới chưa tham gia kèo này thì anh, anh em nhanh chóng kích một đường link dưới phần mô tả để chúng ta bắt đầu là xem video hướng dẫn cũng như là tham gia cho mình quả kèo này à, mình nhận định nó là một quả kèo ngon và đầy tiềm năng trong tương lai rồi trước tiên thì chúng ta sẽ vào con bot này à, đối với những người tham gia đấy chúng ta có thể thấy để ý cái mục trên này đó là cái mục à, anh em hiểu như đông loa như ở cái bản đồ đấy còn cái này là cái mặt bàn hình nữa là à, cái bức tranh đấy cái bức tranh à, nó to còn cái này là thu nhỏ vào thì để mà x 3 được thì chúng ta có thể là kích ở phần là cái bản đồ này cho mình này đó rồi sau đó thì chúng ta sẽ zoom ra zoom ra zoom hết cỡ này đây zoom hết cỡ này đó bây giờ mình hướng dẫn anh em luôn này chúng ta zoom hết cỡ nha đây đây chúng ta sẽ zoom hết cỡ rồi nha đây zoom tầm này là ok rồi thì ví dụ như là chúng ta muốn x lên muốn có nghĩa là x X2, X3 lên ấy thì mọi người có thể để ý là cái mục đây chúng ta kéo lên này, cái mục chấm chấm này, hiện tại cái mục chấm chấm màu vàng này, chúng ta có thể để ý không ạ? Đây, chúng ta, chúng ta chấm vào chấm vào chính giữa này. Đây. đây màu màu đen nhá. Hiện tại là viền đang viền màu đen nhá. Chúng sẽ tô cái bức tranh là màu đen. Đấy theo theo hướng là màu đen, xu hướng là màu đen thì chúng ta tô lên. Hiện tại là màu đen đúng không ạ? Chúng ta sẽ để màu đen và cái chấm này là hiện tại nó đang màu lỡ lỡ vàng vàng. Đó, hiện tại mỗi người thì có 5 uh, lượt tô thôi đấy hết năm lượt tôi thì chúng ta sẽ nào quay và uh, gọi là chờ đợi còn tầm uh, um, lửa tiếng hay một tiếng để chúng ta vào chúng ta sẽ được tô năm lượt nữa vì uh, nó hết lượt mà ấy thì chúng ta sẽ tô được uh, tô theo cái màu này là màu đen nha đây hiện tại là màu đang vàng nữa đây màu đen chúng ta sẽ để này chúng ta kích vào phần là uh, point bay cho mình này rồi đó chúng ta được 9,5 phẩy cộng nhá rồi uh, đấy chúng ta hiện tại là của mình là 9,5 đúng không ạ rồi ví dụ như mình kích sang phần bên ở rìa này đó mình tô ví dụ như mình tô nó sang màu đen thì mình kích vào phần bay ấy thì nó thì được 1.5 thôi đấy anh em có thể thấy là một năm thôi đấy thì tức là ít còn bao nhiêu lần đấy đấy à, chúng ta sẽ kích vào kích lại này ví dụ như mình còn ba lần này đấy màu xanh này rồi ôi có người khác ấy rồi có người khác làm rồi rồi màu xanh đi rồi, chúng ta kích rồi đó chín năm này rồi đó chín chín năm này rồi, đấy 95. Nếu mà kích ở ngoài thì chúng ta sẽ được ít hơn. Đấy, chúng ta phải tô theo cái màu đen của uh, của của cái làn ấy. Rồi chúng ta có thể là kích ở phần là Lord uh, Energy này. Đấy, để chúng ta có thể là lam hàng gọi là lam bằng bot ấy, kích vào phần này, này cho mình này. Rồi, như hiện tại là chúng ta sẽ kích vào. Đó, kích vào. Đấy, à, cũng thế thôi. À, chờ đợi khi mà kích vào thì chúng ta lại phải chờ đợi tầm một hai tiếng thì chúng ta vào đây chúng ta kích lại thôi. Đó chương trình nữa là như thế vậy mà ấy à nếu mà anh em mà chưa tham gia kèo này thì anh em nhanh chóng tham gia đi vì à chúng ta sẽ kiếm cái đồng bx này mà một cái dự án cực kỳ nó hot và đang là theo chen ấy cực kỳ nó hot và lóng bóng luôn đấy thì à, anh em cố gắng tham gia cho mình nhé mình gửi tới anh em ấy